vậy đúng không? Chứ mình tự nhiên bị biết nè. À, nãy em không biết lấy em lấy cái cuộn cuộn cái nắp thì nó hay thiệt hết hình. Rồi đi uống cà phê đâu? Hai hai cậu Hùng. Chào các bạn. Hai cậu Cương. Chào các bạn. Hello. Hello. Hôm nay cho đi uống cà phê với hai cậu và má My, cho đi ăn bánh nè. Uống cà phê nè. Nó tiếng uống cà phê chứ không có ly cà phê nào trơn trọi á. Còn là nước e nước ép với matcha với sô cô la được không à? Bánh được không? Sô cô la đó. Ừ. Chị con uống cái ly đó thì cần sô cô la quá. Không uống sô cô la phải không? Dạ. Ai uống chứ? Để con uống cái thèm á. Uống sô cô la nhiều nóng quá. Ngồi xuống đàng hoàng, con ngồi dưới té bây giờ, ngồi xuống đi con. Xuống. Quán cà phê này là tên gì? Stop. Stop. Rồi sao nữa? Nó lớn lên, nó nhỏ không nghe. Nó lớn lên coi. Giờ đây xin mời mọi người sao? Cắm mày hả đi cắt.
Rồi con ai mua heo không, tôi bán heo cho.